Chào mừng các bạn đến với kênh của chúng tôi. Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá một thế giới bí ẩn đầy những sinh vật đáng kinh ngạc, những bậc thầy về ngụy trang và lừa dối. Chuẩn bị tinh thần đi nào, vì chúng ta sắp sửa gặp gỡ những con vật có khả năng biến hình siêu đẳng để đánh lừa kẻ thù, những sinh vật có thể thay đổi hình dạng, màu sắc để hòa mình vào môi trường xung quanh một cách đáng kinh ngạc. Từ đại dương sâu thẳm đến những khu rừng rậm rạp, hãy cùng tôi đi sâu vào thế giới tự nhiên để khám phá những chiến thuật sinh tồn đáng kinh ngạc của những con vật siêu đẳng này. Đảm bảo bạn sẽ phải há hốc mồm vì kinh ngạc đấy. À mà này, đừng quên like video và subscribe kênh để không bỏ lỡ những video thú vị tiếp theo nhé. Giờ thì hãy cùng bắt đầu nào. Nào, hãy cùng bắt đầu với một sinh vật mà bạn chắc chắn sẽ phải thốt lên what it khi chứng kiến khả năng của nó. Đó là một sinh vật không chỉ thông minh mà còn có khả năng biến hóa khôn lường. Đó chính là bạch tuộc, một sinh vật biển với trí thông minh siêu phàm và tài ngụy trang bậc thầy. Bạch tuộc không chỉ là một loài động vật biến thông thường, mà còn là một nghệ sĩ ngụy trang tài ba. Hãy tưởng tượng bạn đang đi dạo dưới đáy biển, xung quanh là những rắn san hô đầy màu sắc. Mọi thứ dường như yên bình và tĩnh lặng, nhưng đừng để vẻ ngoài đánh lừa bạn. Bỗng nhiên, một con bạch tuộc xuất hiện, nhưng không phải theo cách bạn nghĩ đâu. Nó không hiện ra một cách rõ ràng, mà như thế từ từ hiện hình từ môi trường xung quanh. Nó không bơi lượn tung tăng, mà gần như hòa mình vào môi trường xung quanh. Khả năng này giúp bạch tuộc tránh được kẻ thù và săn mồi một cách hiệu quả. Bạch tuộc có khả năng thay đổi màu sắc và kết cấu da trong nháy mắt, giúp chúng trở nên vô hình trước mắt kẻ thù. Điều này không chỉ là một kỹ năng sinh tồn, mà còn là một nghệ thuật. Dạ của bạch tuộc chứa hàng triệu tế bào sắc tố, có thể cố giãn hoặc thu hẹp để tạo ra nhiều màu sắc và hoa văn khác nhau. Những tế bào này hoạt động như những chiếc cổ vè, tạo nên những bức tranh sống động trên cơ thể bạch tuộc. Nhưng không chỉ dừng lại ở màu sắc, bạch tuộc còn có thể thay đổi kết cấu da để phù hợp với môi trường xung quanh. Điều này giúp chúng không chỉ ngụy trang mà còn trở nên gần như vô hình. Chúng có thể tạo ra gai, notches, thậm chí cả những đường vân giả đá trên cơ thể để hòa mình vào môi trường xung quanh. Khả năng này giúp bạch tuộc trở thành một trong những bậc thầy ngụy trang tuyệt vời nhất trong thế giới động vật. Thật đáng kinh ngạc phải không nào? Khả năng ngụy trang của bạch tuộc không chỉ là một kỹ năng sinh tồn, mà còn là một minh chứng cho sự kỳ diệu của tự nhiên. Bạch tuộc chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự kỳ diệu của thế giới động vật. Chúng ta còn rất nhiều điều để học hỏi từ những sinh vật tuyệt vời này. Tiếp theo, hãy cùng đến với một siêu sao khác trong thế giới ngụy trang, đó chính là tắc kè hoa. Loài bò sát này không chỉ nổi tiếng với khả năng thay đổi màu sắc mà còn với những đặc điểm sinh học độc đáo khác. Loài bò sát nhỏ bé này nổi tiếng với khả năng thay đổi màu sắc một cách ngoạn mục, khiến chúng trở thành một trong những sinh vật đáng kinh ngạc nhất hành tinh. Khả năng này không chỉ giúp chúng sinh tồn, mà còn làm chúng trở nên đặc biệt trong mắt các nhà khoa học. Không giống như bạch tuộc, tắc kè hoa không thay đổi màu sắc để hòa mình vào môi trường xung quanh. Thay vào đó, chúng có những lý do khác để biến đổi màu sắc. Thay vào đó, chúng sử dụng khả năng biến đổi màu da để giao tiếp với đồng loại và thu hút bạn tình. Màu sắc của chúng có thể thay đổi từ xanh lá cây, vàng, đỏ, đen, xanh dương, tùy thuộc vào tình huống. Tưởng tượng xem, một anh chàng tắc kè hoa muốn gây ấn tượng với một cô nàng xinh đẹp. Anh ta sẽ thay đổi màu sắc cơ thể thành những gấm màu rực rỡ nhất, như một màn trình diễn ánh sáng đầy ấn tượng. Điều này không chỉ giúp anh ta nổi bật, mà còn thể hiện sức mạnh và sự tự tin. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Tắc kè hoa còn có thể thay đổi màu sắc theo tâm trạng và cảm xúc của chúng. Khi chúng cảm thấy vui vẻ, màu sắc của chúng có thể trở nên sáng hơn và tươi tắn hơn. Khi tức giận, chúng sẽ chuyển sang màu đỏ rực. Màu đỏ này không chỉ là dấu hiệu của sự tức giận mà còn là cảnh báo cho các đối thủ. Khi sợ hãi, chúng sẽ chuyển sang màu xám xịt. Màu xám này giúp chúng trở nên ít nổi bật hơn và dễ dàng lan trốn khỏi kẻ thù. Với khả năng thay đổi màu sắc đa dạng và đầy ấn tượng, tắc kè hoa xứng đáng được mệnh danh là ảo thuật giả của thế giới động vật. Khả năng này không chỉ giúp chúng sinh tồn, mà còn làm chúng trở nên đặc biệt trong mắt các nhà khoa học. Bạn đã bao giờ chơi trò ú tim chưa? Nếu rồi, bạn sẽ hiểu cảm giác hồi hộp khi trốn thoát khỏi kẻ săn đuổi trong gang tấc. Và trong thế giới động vật, cá mục chính là bậc thầy của trò chơi trốn tìm này, với một vũ khí bí mật mục. Hãy tưởng tượng bạn đang theo dõi một con cá mục bơi trong làn nước trong xanh. Bỗng nhiên, nó phun ra một đám mục đen đặc quánh, bao trùm toàn bộ khu vực xung quanh trong màn sương mù dày đặc.
Đó chính là lúc cá mục thực hiện màn tấu thoát ngoạn mục. Trong khi kẻ thù còn đang mò mầm trong bóng tối, cá mục đã nhanh chóng thay đổi hướng bơi và biến mất khỏi tầm mắt. Mục của cá mục không chỉ che mắt kẻ thù, mà còn ảnh hưởng đến khứu giác của chúng. Điều này khiến cho việc truy đuổi cá mục trở nên vô cùng khó khăn, thậm chí là bất khả thi. Với màn chắn khói đầy mưu trí, cá mục đã chứng minh rằng đôi khi, cách tốt nhất để chiến thắng không phải là đối đầu trực diện, mà là lần trốn một cách thông minh. Bạn có sợ những thứ to lớn và đáng sợ không? Tôi cá là có đấy. Và trong thế giới tự nhiên, có một số loài động vật đã tận dụng nỗi sợ hãi đó để bảo vệ bản thân, ví dụ như bướm đêm. Thoạt nhìn, bướm đêm có vẻ như là sinh vật khá mỏng manh, dễ dàng trở thành miếng mối ngon cho các loài động vật khác. Tuy nhiên, đừng để vẻ ngoài yếu đuối đó đánh lừa. Trên đôi cánh của một số loài bướm đêm, bạn có thể bắt gặp những hoa tiết kỳ lạ, trông giống như đôi mắt to lớn và dữ tợn của một loài động vật săn mới nào đó. Và khi những kẻ săn mới nhìn thấy đôi mắt giả này, chúng sẽ ngay lập tức cảnh giác và lùi bước. Bởi vì trong tự nhiên, đôi mắt to lớn thường là dấu hiệu của một kẻ săn mới đáng gờm. Bằng cách sử dụng đôi cánh đánh lừa, bướm đêm đã biến bản thân từ con mồi trở thành nỗi sợ hãi của nhiều loài động vật khác. Thật là một chiến thuật thông minh phải không nào? Cuối cùng, hãy cùng đến với một bậc thầy ngụy trang khác ẩn mình dưới đáy đại dương bao la cá đá. Loài cá này không chỉ có khả năng ngụy trang tuyệt vời mà còn sở hữu những đặc điểm sinh học độc đáo. Loài cá này có khả năng biến đổi màu sắc và hình dạng một cách đáng kinh ngạc, giúp chúng hòa mình vào môi trường xung quanh một cách hoàn hảo, khiến chúng trở nên gần như vô hình trước mắt kẻ thù. Điều này giúp chúng tránh được sự tấn công từ các loài săn mới khác. Hãy tưởng tượng bạn đang lẩn biển, khám phá thế giới dưới nước đầy màu sắc và sống động, chiêm ngưỡng vẻ đẹp rực rỡ của rắn san hô. Mỗi góc nhìn đều mang đến một cảnh tượng kỳ diệu của thiên nhiên. Bỗng nhiên, bạn giật mình bởi một sinh vật xấu xí, xuất hiện từ đâu không rõ, với lớp da săn sùi, gai góc, trông như một phần của đáy biển. Nằm bất động trên một tảng đá, đó chính là cá đá, một sinh vật kỳ lạ và đầy bí ẩn. Đó chính là cá đá, một trong những loài cá độc nhất thế giới. Chúng có thể gây nguy hiểm cho con người nếu không cẩn thận. Một trong những loài cá độc nhất thế giới, chúng thường ẩn mình dưới đáy biển, chờ đợi con mới đi qua. Chúng thường ẩn mình dưới đáy biển, chờ đợi con mới đi qua. Khi con mới đến gần, cá đá sẽ tấn công một cách nhanh chóng và chính xác, chờ đợi con mới đi qua. Và với khả năng ngụy trang hoàn hảo, cá đá có thể dễ dàng tấn công con mồi mà không bị phát hiện. Điều này làm cho chúng trở thành những kẻ săn mồi hiệu quả. Cá đá có thể thay đổi màu sắc cơ thể để phù hợp với môi trường xung quanh. Từ màu nâu đất đến màu xanh rêu, thậm chí cả màu vàng cát. Khả năng này giúp chúng dễ dàng hòa mình vào môi trường sống, Chúng còn có thể thay đổi kết cấu da, tạo ra những nốt sạn, gai nhọn, khiến chúng trông giống hệt như một tảng đá vô hại. Với khả năng ngụy trang đáng kinh ngạc, cá đá xứng đáng với danh hiệu vừa ngụy trang đáy biển. Chúng là minh chứng cho sự kỳ diệu của thiên nhiên. Wow, thật là một hành trình đáng kinh ngạc phải không nào? Chúng ta đã trải qua những khoảnh khắc tuyệt vời. Chúng ta đã được chiêm ngưỡng những khả năng biến hình siêu đẳng của các loài động vật, từ bạch tuộc thông minh đến cá đá xảo quyết. Mỗi loài đều có những bí mật riêng. Thế giới tự nhiên luôn ẩn chứa những điều kỳ diệu, và những sinh vật tuyệt vời này là minh chứng rõ ràng nhất cho sự đa dạng và phong phú của hành tinh chúng ta. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hy vọng các bạn đã có những phút giây thư giãn. Đừng quên nhấn like và subscribe để không bỏ lỡ những video thú vị tiếp theo của chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những chuyện phiêu lưu khám phá thế giới động vật tiếp theo.